mang tất cả con xe 62-65 cộng của các bạn đến đây.
Nhưng anh em không biết rằng xu thế xe điện đang lên ngôi, chính vì thế rất nhiều cây sạc điện tự động đã được đưa vào sử dụng. Em bước vội, không biết cuộc sống em dạo này thế nào rồi. Anh vẫn như thế thôi, vẫn cô đơn sống tôi. Nhiều lúc bối rối, con tim anh lạc lối. Lúc anh yêu thương em hết lòng, sao em lại lỡ bỏ anh chờ đợi. Tại sao nỡ chia ly, kỷ niệm xưa xa rồi, dòng lệ ướt trên đôi mi, nỗi nhớ anh từng giờ, em vương anh bay bay chờ, giờ này đâu. Wow, fantastic baby. Nhưng anh em không biết rằng xu thế xe điện đang lên ngôi, chính vì thế rất nhiều cây sạc điện tự động đã được đưa vào sử dụng. Em bước vội, không biết cuộc sống em dạo này thế nào rồi. Anh vẫn như thế thôi, vẫn cô đơn sống tôi. Nhiều lúc bối rối, con tim anh lạc lối. Lúc anh yêu thương em hết lòng, sao em lại lỡ bỏ anh chờ đợi. Thank you.
xưa mình bên nhau em sao không nói ra, nên anh đâu biết yêu thương trong em là bao nhiêu là mong, nhiều là mơ, nhiều là yêu. Suốt cuộc đời này chắc không bao giờ anh hiểu. Tôi ơi muốn làm gì